Lấy hết bốn cái này thì em sẽ bớt cho cô chú anh chị là 300 ngàn. 1m2, rộng 52, cao 50. Hồ này thì đáy 10 tầng 8 luôn. Hồ này để cho cô chú anh chị là 1.300.000. 1m2, rộng 50, cao 63, đáy 10 tầng 8 luôn. Hồ này thì để cho cô chú anh chị lấy với cái giá là 1.400.000. Xin chào cô chú anh chị nha. Tiếp tục em có lên mấy cái hồ cho cô chú anh chị tham khảo nữa nè. Hồ thì mới gáp hết cô chú anh chị nha. Hồ mình bỏ keo đen hết rồi, không góp viền. Đấy. Thì sẵn đây quay cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Trong Tết này có lấy gì chơi được thì lấy ha. Thì tầm cỡ này mình lấy hồ về mình chơi được cô chú anh chị. Tại vì khi mà tới tay cô chú anh chị ít nhất cũng phải 5 ngày. Tại vì mình in tranh, với lại nếu mà cô chú anh chị muốn hàng chân á, thì cũng phải 2 ngày nữa mới có chân. Mình sơn đâu đó đàng hoàng thì mới có chân ha. Nói chung ra bên em á, em làm hồ giá rẻ cho nên là cái công đoạn á, mình làm nó cũng không có lâu lắm. Mình làm cũng rất rẻ, với lại mình cũng chia ra cho nhiều chỗ làm nữa. Đó. Cho nên là rất là mau, cô chú anh chị muốn chơi thì trong vòng 4-5 ngày là có thôi, chứ không có cần mà 10 bữa nửa tháng vậy đó. Hồ bên em giao qua là vô nước chơi luôn. Nếu mà nước cũ là vô nước chơi luôn nha. Còn nước mới thì cô chú anh chị nên xử lý để chạy một lọc cho nó chạy một ngày nha. Cho chạy lọc một ngày đi. Lộn lử, lộn lời tùm lum. Rồi, thì... thì chút nữa mấy cái hồ này em sẽ xả bớt cho cô chú anh chị thêm vài chục ngàn nữa cô chú anh chị chơi ha. Chút nữa mình sẽ nói về mấy cái hồ này sau. Thì trước mắt cô chú anh chị cái hồ này dài 1m nè. Dài 1m, rộng 46, cao 57, đáy 10 thành 8 nha cô chú anh chị. Để cho cô chú anh chị 1.100.000, 1.000.000 thôi. Đó, cái hồ này 1.000.000 cô chú anh chị nha. Hồ bãi keo đen hết trơn nè. Để thì nó bụi thôi. Hồ bên mình thì hồ mình ráp á, là mình sẽ bảo hành cô chú anh chị keo á, bảo hành 1 năm, cho nên là cô chú anh chị cứ yên tâm chơi nha. Kèn hồ thì mình sẽ kèn bằng mặt hồ hết cô chú anh chị á, mình không có kèn chó lọt xuống dưới 5 phân nữa. Bây giờ mình sẽ kèn bằng mặt hồ thì mình làm cái lọc cho nó bằng với cái hồ luôn, nó dài bằng cái hồ là 1m luôn, thì mình để lên nó sẽ đẹp hơn nha. Chứ còn như lúc trước mình kèn xuống 5 cm 5 phân á, thì mình để cái lọc cho nó lọt xuống dưới á. Tại vì cái đó là khi mà cái lọc mình nó có hiện tượng nó tràn đồ á, thì nó sẽ chảy ngược cho trong hồ rồi, nó không có tràn ra ngoài. Còn mấy cái hồ mà mình kiền bằng mặt này á, khi mà cái hệ thống lọc mà nó có dấu hiệu mà nó tràn, nó bị ngạt hay gì đó, mà nó tràn ngoài ý muốn á, thì nó sẽ tràn ra ngoài luôn. Nhưng mà bây giờ đỡ cái là mình đã thiết kế thêm cái lỗ chống tràn rồi, cho nên là không bao giờ nó tràn được đâu cô chú anh chị. Đó. Rồi cái hồ này là đáy 10 thành 8, 1.100.000 của chú anh chị nha. Rồi tiếp tục tới cái hồ dưới này ha. Hồ dưới này thì kích thước của em nó là 1m2, rộng 52, cao 50. Hồ này thì đáy 10 thành 8 luôn. Hồ này để cho cô chú anh chị là 1.300.000. 1m2, rộng 50, cao 50. Rộng 52, cao 50 nha. 1.300.000. Hồ cũng bãi keo đen hết trơn rồi. Hồ này là hai mặt mới chát hết cô chú anh chị nha. Mình cũng có pha vô đó một ít kiến tận dụng nhưng mà nó không có đánh đổi đâu. Hồ mới 95% cho tới 100% luôn. Như cái hồ này cô chú anh chị xem là từ 95% cho tới 99% luôn. Đó. Cô chú anh chị nào chơi thì lấy về sớm chơi nha. Setup trong Tết để mình có cái hồ đẹp đẹp chân Tết cô chú anh chị. Tiếp tục cái hồ này là 1m, rộng 50, cao 50. Đáy 10 thành 8 luôn. Đa số hôm nay mấy cái hồ bên đây là đáy 10 thành 8 hết. Hồ này để cho cô chú anh chị là 1.100.000 luôn cô chú anh chị nha. Hồ bãi keo đen hết luôn, nét nuốt luồn luột. Nó đem về setup chơi trong vòng 5 ngày là mình chạy nước rồi đâu đó ổn định được rồi, thả cá luôn được rồi cô chú anh chị. Mình sẽ đi quay những cái chỗ mà anh em giao lưu cá cho cô chú anh chị lựa cá chơi luôn nha. Nếu có thời gian. Cái lọc trên này là lọc cho hồ 1m nè. Đó, hồ nào 1m thì để cái lọc này lên chơi. Lọc này thì nó dài 1m, nó rộng 20, nó cao 20. Riêng cái lọc đầu tàu chỗ này á, cái đầu tàu chỗ này nó cao lên 30. Cho nên là của chú anh chị muốn gắn bơm 3.000, 4.000, 6.000 lít luôn cũng vẫn được. Tại vì nó rất là cao. Nhưng mà hồ này á, lọc này cho hồ 1m thì mình xài bơm tầm khoảng 3.000 lít là ok rồi của chú anh chị. Đừng gắn bơm 4.000 chi. Nó mạnh quá, nó tốn tiền điện chứ làm gì. Đó, lọc này 300.000 nha. Đó, lọc cho hồ 1m 300.000. Có lỗ chống tràn đồ đầy đủ hết. Rồi tiếp tục qua cái hồ trên này đi.
ở đây thì có ba cái nè, ba cái ha. Thì cái hồ trên này á là dài 1 mét, rộng 46, cao 57. Hồ này cũng đáy 10 thành 8 luôn cô chú anh chị nha. Em dán lên cho cô chú anh chị xem nè, cái 10 thành 8 ha. Cái hồ này cũng để cho cô chú anh chị là 1 triệu mốt luôn nha, 1 triệu mốt luôn. Kiến là kiến mới 95% cô chú anh chị nha. Tại vì hai cái mặt á, mặt trước mặt sau là nói chung là kiến mới trầm trầm, mình chỉ có là mình làm cái đáy với lại nó xen lẫn vô hai cái vách, rồi kiến tầng mình tận dụng. Nhưng mà kiến tận dụng đợt này mình không có làm kiến cũ nha cô chú chị. Cái nào chày nhiều là mình nói kiến chày nhiều nha, chày chày độ này kia là mình để giá thanh lý nha. Còn những cái hồ này là kiến mới nè. Thì cô chú anh chị mà muốn xem hồ thì cứ qua 85 Đình Tân Khai, Bình Trị Đông, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cô chú anh chị nha. Chế độ ship thì em nhắc đi nhắc lại nhiều lắm rồi, anh chỉ ship loanh quanh Sài Gòn thôi, thành phố Hồ Chí Minh thôi. Còn ngoài tỉnh thì cô chú anh chị chơi thì cứ có xe thì sắp xếp ghé xưởng lấy giùm em, chứ em không ship được. Tại vì ship ngoài tỉnh phí ship nó rất là cao. Cái thứ hai nữa mà gửi xe, xe họ không có nhận đâu cô chú anh chị. Nếu mà có nhận họ cũng không có bảo đảm nứt bể cho mình đó. Hồ kiến mà họ cứ khiêng lên khiêng xuống nó nứt bể là họ không có bảo đảm nha. Cái đó thì cô chú anh chị cọc rồi cũng sẽ mất tiền cô chú anh chị nữa, cho nên là em không có nhận đâu đó. Ghé xưởng lấy giùm em thì được, cái nào chắc ăn thì mình chơi, còn không chắc ăn thì thôi cô chú anh chị ơi, chơi kiểu đó mạo hiểm mất tiền quá. Rồi tiếp tục, cái hồ dưới này là 1 mét, rộng 52, cao 50. Rồi hồ này thì cũng đáy 10 thành 8 luôn, hồ này để cho cô chú anh chị là 1.100.000 luôn nha, 1.100.000 luôn nha. Thì cái hồ này á thì cái đáy cũng đã dán đề canh trắng rồi cô chú anh chị nè, đáy dán đề canh trắng rồi nè. Hồ này thì đi cái chanh lưng mà cái phong sáng sáng trắng trắng nữa là bao đẹp của chú anh chị nha. Kiến hai mặt thì mới, có cái vách thì có một miếng kiến tận dụng thôi, mới 95 cho tới 99%. Rồi tiếp tục tới cái hồ dưới này, hồ to nè. Hồ dưới này thì cái kích thước nó chuẩn nè cô chú anh chị. Hồ dưới này là 1m2 nha, 1m2, rộng 50, cao 63, đáy 10 thành 8 luôn. Hồ này thì để cho cô chú anh chị lên với cái lý giá là 1.400.000, đáy 10 thành 8 của chú anh chị nha, 1.400.000 của chú anh chị nha. 1m2, 50, 60, 63 thì mình tính 60 thôi, 1.400.000 nha. Thường thường mấy cái hồ này á, em gấp là gấp mới hoàn toàn luôn á. Nói chung ra nó không có hơn cái hồ gì này bao nhiêu hết trơn, tại mình thích để cái giá gì đó của chú anh chị. Thường mình để cái giá cho cái hồ này tầm khoảng 1.800.000, 1.900.000, chứ không có 1.400.000 đâu. Mất nó mắc hơn 400-500.000 lần. Nhưng mà cái hồ này mình để cho cô chú anh chị cái giá là 1.400.000 thôi. Hồ thì bãi keo hết trơn rồi. Đấy. Rồi thì còn hai cái hồ ăn đẳng nữa, mới ráp nữa thì em sẽ quay cho cô chú anh chị xem luôn. Ủa không chơi sao về vậy? Hả? Cái anh trai nói chung là anh cũng ghé xưởng anh chơi hoài của chú anh chị. Có lên hình luôn, cho anh lên hình luôn. Em quay cái bản số xe của anh lại đó nghe, hồi nãy em thấy anh lấy cái gì rồi đó nghe. Rồi rồi, mày xong rồi. Thì tiếp tục ở đây em có mấy cái hồ này cũng đã lên cái video trước rồi. Thì bây giờ em sẽ có chứ em sẽ giảm cho cô chú anh chị là mỗi cái 50.000. Đây tới Tết nha, cô chú anh chị chơi thì em sẽ để cho cô chú anh chị cái hồ này 800.000, thì em sẽ để cô chú anh chị bớt 50.000 đi, thì còn 750.000 thôi. 750.000 cho cái hồ 90, rộng 60, cao 50, đã 10 thành 8 nha cô chú anh chị. 750.000 nha. Riêng ba cái hồ này cũng vậy luôn, ba cái hồ này thì nó đồng giá với nhau là 900. Mình vẫn bớt cho cô chú anh chị là đây tới Tết một cái 50.000, thì cô chú anh chị sẽ có cái giá một cái là 850.000. 850.000 là mình có cái hồ dài 90, rộng 45, cao 45, full 8 ly, hồ bãi keo đen mới nha cô chú anh chị nha, mới nha. Cô chú anh chị cảm thấy ok thích hợp thì mình lấy về chơi nha.
còn cảm thấy không thích hợp thì thôi, cho em xin cái like, cái đăng ký để mà ủng hộ kênh để nhiều người biết hơn cô chú anh chị nhé. Còn nếu mà cô chú anh chị mà lấy hết bốn cái này, lấy hết bốn cái này ha, 1 nè 2 3 4 nè, lấy hết bốn cái này thì em sẽ bớt cho cô chú anh chị là 300.000. À, lấy hết bốn cái thì sẽ bớt 300.000 nha. Còn lấy lẻ thì em chỉ bớt được một cái 50.000 thôi cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị nào chơi thì ủng hộ em nha cô chú anh chị ha. Ở đây em cũng có lọc nữa nè. Đó, lọc đây nữa nè. Lọc này thì tầm 100.000 đổ lại một cái thôi, lọc đó là lọc 75 á, dành cho hồ 80. Rồi cái hồ này cũng đã lên sóng rồi thì bây giờ em sẽ quay lại cô chú anh chị xem luôn. Cái hồ này thì dài 1m2 60 60 nha, đáy 12 thành 8. Hồ này là hồ kiến cũ có chạy xước nhiều cho nên là chỉ để cho cô chú anh chị cái giá 900.000 thôi. Chú anh chị thấy hợp lý thì lấy về chơi nha. Hồ này thì nhiều cô chú anh chị hỏi lắm rồi, nhưng mà có cái là cái phí ship cô chú anh chị hơi ngại. Phí ship xa thì em cũng không có hỗ trợ được nhiều, cái đó thì cô chú anh chị thông cảm. Mình ở tầm trên 10 cây số thì mình giao một cái hồ qua người ta chở ít tăng ít nhất rồi cũng phải 300.000 trở lên người ta mới chịu chạy cô chú anh chị ơi, chứ còn thấp quá người ta cũng không chịu chạy, nên tại vì hồ kiến mà nó cũng hơi khó khăn. Em cũng muốn bán được một cái hồ, em cũng để cái giá của chú anh chị mềm nhất có thể, thì cô chú anh chị cứ đi xem hết đi, có hồ nào mới ráp mà cái keo em dám bảo hành cho cô chú anh chị chơi một năm mà có 900.000 không. Cái kích thước hồ chỉ có một, cái kích thước hồ 1m2 60 60 đó, thì cô chú anh chị cứ tham khảo hết đi, được đó thì quay lại ủng hộ em. Ở đây em còn cái chân 1m6 nữa nè, đó cái chân 1m6 nữa, thì cái hồ kia cũng cũng bả keo đen rồi cô chú anh chị đó, thì từ em sẽ lên cái hồ đó luôn ha, 1m6 68 68. Thì hai cái hồ bên kia á, tí nữa em sẽ quay cho cô chú anh chị xem, rồi em sẽ giảm bớt cho cô chú anh chị lấy hai cái hồ đó về chơi, nếu mà lấy trong Tết em sẽ giảm nhiều cô chú anh chị luôn ha, từ 500.000 cho tới 1.000.000 luôn. Có bơm rồi hết rồi, sẽ giảm cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị xem cái video đó để biết thêm thông tin hai cái hồ đó em sẽ bớt bao nhiêu nha. Thì ở đây hồ 644 280.000, 544 240.000. Đây cái lọc này là cái lọc của nó nè, lọc này của cái hồ 1m6 68 68 sắp sửa lên nữa nè, trong cái chân đó đó. Thì ở đây cái hồ này cũng đã lên rồi, bây giờ quay lên cô chú anh chị xem lại luôn. Hồ này thì 1m2 rộng 50 cao 30, hồ lọc bách nha. Hồ này thì chỉ thích hợp cho những anh em chơi hệ trải nền thôi, trải đá trải nền thôi, tại vì mình làm cái hút đáy á, nó hơi cao, hút đáy nó cao lên tới 10 sen lần, cho nên là trải nền trải đá lên cao thì mới chơi được cái hồ này nha, chứ nó không hút đáy được, không hút sát được á cô chú anh chị đó. Hồ này mình làm để đây trưng bày demo cho cô chú anh chị xem tham khảo. Nhưng mà cô chú anh chị lấy thì em vẫn để cho cô chú anh chị chơi luôn nha. Kiến full 10 ly mà di tính hết nè. Đó, 1.400.000 cô chú anh chị nha. Hồ mới chầm chầm. Cái chân này của nó luôn nè. Cô chú anh chị thích thì đem về chơi chung bộ luôn. Chân thì chắc để lại cho cô chú anh chị 300.000 thôi. 1.400.000, 1.400.000 với cái chân 300 nữa, 1.700.000. Rồi có cái hồ lọc dách chơi rồi. Kiến full 10 ly luôn, yên tâm mà chơi, bảo hành keo năm, không còn lo lắng gì hết. Rồi thì đây là cái hồ tiếp tục. Cái hồ này chỉ có 650.000 à. Đó, cái hồ này 1m rộng 40 cao 50, đáy 10 thành 5 ly. Đáy 10 thành 5 ly của chú anh chị ha. Như cái này tới đáy 12 lần hay gì cô chú anh chị ơi. Thôi nói chung đáy 10 thôi, 12 thì nó hơn thêm 2 gem nữa thôi, cũng tính đáy 10 luôn. Hồ này để cho cô chú anh chị là 650.000 ha. Kích thước của nó là 1m rộng 40 cao 50. Đó, số cái kích thước chuẩn à. 1m 40 50, 650.000 chưa đi kiền. Cô chú anh chị nào lấy thì chốt thì mình đi kiền nha.
À, có cá lọc để trong kia nữa kìa. Nói chung là rảnh rỗi giờ nào thì mình lên giờ nấy. Rồi thì ở đây cái hồ dưới này là 1m, rộng 46, cao 57. Hồ này là đáy 10 thành 8 luôn, cũng đã đi kiền xong hết rồi, bả keo. Hồ này để cho cô chú anh chị là 1.100.000 luôn nha. 57 nó cao gần 60 rồi, nhưng mà mình vẫn để đồng đồng giá cho cô chú anh chị là 1.1 triệu luôn. Tết nhất tới nơi mấy cái hồ này để 1.1 triệu luôn nha, 1 cái nha. Đó, thì hiện tại cũng có mười mấy gần 20 cái hồ. Cô chú anh chị chơi thì cứ tham khảo ha, tham khảo ý kiến nha. Ở đây có hai cái hồ này nữa đang lên. Hồ này thì bả keo xuống tới 10cm lận. Đó, bả keo rất là dày ha. Bên em bả keo rất là nụt nha cô chú anh chị nha. Liền do bao đẹp nha cô chú anh chị. Mấy cái hồ này chưa có lên xong, mấy hồ này thì không có báo giá nha. Hồ này của khách. Đúng rồi, hồ đó của khách. Cái hồ này là của nhà luôn hả? Cái hồ này là của nhà. chưa ai chốt hết. Hồ này thì hơi to nha. Hồ này thì cũng bả keo đen hết rồi. Kích thước của em nó là 1m26868 của chú anh chị. 1m26868 nha, kiến full 10 ly. Kiến này là kiến tận dụng nha. Cô chú anh chị nào chơi không? Chơi thì liên hệ cho em. Cái hồ này 1m26868, kiến full 10 ly, mới lên xong, chưa có đi kiền luôn. À, hồ 1m26868 nhìn nó cũng như là cái hồ vuông vức luôn rồi. Hồ này rất là rộng nha cô chú anh chị. Hồ này chơi một em huyết xài tầm 60 là bơi lượn chân tết là thoải mái luôn, không có chê đâu được hết. Hồ này thì mình để cho cô chú anh chị lanh quanh các tầm 1.5 triệu đổ lại à, không tới đâu, không tới 1.5 triệu đâu cô chú anh chị. Đó, tại vì kiến tận dụng mà. Chơi thì liên hệ cho em nha. Tranh thì mình đặt trong vòng 1-2 ngày là có rồi. Thì những cái hồ bên em là em báo giá từng chi tiết từng cái hồ nha. Không phải là báo giá luôn chân với lọc đâu. Tranh rồi nữa, nói chung ra là nó quy tụ nhiều thứ lại. Một bộ hồ thì ít nhất nó cũng phải tầm, nếu mà full hết cô chú anh chị cắm điện chơi thì nó cũng phải tầm 3 triệu đổ lên thì mình mới có nguyên một cái bộ hồ, chân hồ lọc bơm ống đồ tất cả nha cô chú anh chị nha. Chứ còn mà bao hết nguyên một bộ mà giá 1.1-1.2 triệu là không có đâu cô chú anh chị, nó thật luôn, không chỗ nào có đâu. Cái hồ mà người ta chơi 2-3 năm, 3-4 năm rồi mà vẫn chưa có cái giá thanh lý để lại cô chú anh chị trọn bộ giá 1 triệu nữa, nó thiệt luôn. Ít khi, trừ khi là người ta chán, người ta muốn dẹp bỏ luôn á thì mới có nha. Cũng may dữ lắm cô chú anh chị mới có những cái bộ hồ đó chơi, nhưng mà cái keo thì 1-2 năm thì cái đó là cô chú anh chị biết rồi. Nó xì thì biết chừng nào nó xì, giờ nào nó xì đâu. Rồi thì em đã quay cho cô chú anh chị xem hết rồi cô chú anh chị ha, tranh thủ trong Tết này lấy được cái hồ về chơi thì lấy cho chú anh chị nha. Hồ hiện tại cũng có 10-20 cái đó. Rồi cô chú anh chị nào chưa đăng ký thì cho em xin cái like, cái đăng ký nha cô chú anh chị. Hẹn gặp cô chú những cái video sau nha. Hồ chất lượng nha cô chú anh chị nha.